Cơ quan khí tượng cho biết, ngoài bão Sao La, Thái Bình Dương vừa xuất hiện thêm bão Hai Cui, đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông. Bão Hai Cui mới hình thành, cường độ mạnh cấp 8. Sự xuất hiện của bão Hai Cui sẽ tạo hiệu ứng bão đôi trên Tây Bắc Thái Bình Dương, khiến cho đường đi của bão Sao La sẽ có những diễn biến phức tạp. Chịu ảnh hưởng từ bão, đêm qua và sáng sớm nay ngày 30 tháng 8, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác. Dự báo tại khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông và mưa lớn cục bộ và khả năng kéo dài trong những ngày tới.